Hello. Hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là mình đây. Hôm nay chúng ta có một món khá là độc lạ, không không phải là về đồ gaming hoặc là loa nữa mà là tai nghe, một cái tai nghe nữa. Thay vì là tai nghe nhất ta thì bây giờ tai nghe chung qua đầu. Đó chính là chiếc W820NB của Edifier. Thì cái tai nghe này mình đã xem các reviewer lớn cũng như là nhỏ review về cái tai nghe này và thấy nó có mức giá khá là phải chăng mà chất lượng rất là ổn. Thì đấy, bên mình vừa mới mua về, ngoài hộp là như các bạn thấy ở đây có hình mình mua màu xanh, trắng xanh, và ở đây có logo Hi-Res Audio, nghĩa là thấy bảo là có chất lượng cao nhưng mà mình chưa biết được. Thì trên vỏ hộp thì cũng chỉ có một số thông tin máy cơ bản như là chế độ chống ồn gì nhỉ, kết hợp này, AAC là âm thanh tốt này, ambient sound, chế độ âm ambient này, chế độ gaming này, chế độ giảm tiếng ồn bên ngoài này, 49 pin 49 giờ liên tục này, rồi là thiết kế nhẹ nhẹ nhàng này, và cái chụp đầu bằng titanium. Thì đấy là đây là những cái hình ảnh cơ bản của chiếc tai nghe. Đây là cũng một số giới thiệu cũng tương tự như cái list này, bằng nhiều thứ tiếng, và đây là tiếng mình mua là blue, màu xanh nước biển. Đây vẫn còn siêu bóc đây. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho mọi người xem. Thì cái này mình mua chính hãng của Edifier trên Shopee. Vâng, lại là Shopee. Bây giờ mình là tín đồ Shopee mọi người ạ. Trên Shopee với giá là dưới 900.000 luôn. Sale săn sale sâu mới giá giảm giá mã. Có mã giảm giá Shopee Mo rồi là mã free ship các kiểu. Đấy. Bây giờ đang mở hộp ra. Bùm. Hết rồi, hết rồi. Trong hộp hết, không còn gì nữa rồi. Thì đấy, như mọi người thấy mở hộp ra là mọi người sẽ thấy ngay. Đây là như thế này. Đó là chiếc tai nghe. Mình cầm lên mình cảm thấy rất là nhẹ luôn. Rồi mình sẽ để chiếc tai nghe sang bên nào. Trong hộp còn gì nữa? Chúng ta có một chiếc cáp sạc. Không không biết cáp sạc này có thể truyền cả âm thanh hay chỉ có thể sạc không, thì tí nữa mình sẽ test luôn cho mọi người. Cáp sạc đầu tai C nhé mọi người, đầu tai C sang tai A. Một chiếc cáp sạc. Tất nhiên phải thiếu một chiếc gói hút ẩm và một rất nhiều sớ hướng dẫn sử dụng. Gì đấy, nhưng mà tí nữa mình sẽ nghiên cứu sau ấy. Ui rồi, đây chắc chắn là cái sớ rồi. Ui rồi. Đây mọi người có muốn đọc không? Mọi người muốn đọc không? Có cả tiếng Ả Rập, Iran, Saudi các kiểu. Ôi sao không biết thế? Biết vậy. Rồi, lại sang một bên. Và quay trở lại với chiếc tai nghe chúng ta. Đây, và đa phần là chỉ thế này thôi. Còn màu, các bạn cũng mua các loại màu khác thì nhiên sẽ có màu khác nhau. Xem chiếc tai nghe của mình như nào nhé. Tai nghe của mình như nào. Boom. Đây. Đây là chiếc tai nghe Edifier W820 phiên NB. Như bạn thấy, nó chỉ xoay được khoảng hơn 90 độ thôi nhá, không không qua xoay được về phía này. Như này đấy, chỉ sẽ xoay như thế này thôi. Và tất nhiên cái đây cũng thì có là khả năng ôm đầu thứ rất là ổn. Nó sẽ kéo rộng giãn như thế này. Thì thấy những mọi người bảo thì review rằng đây vẫn chỉ là nhựa chứ không được phủ một lớp lớp sắt hoặc là lớp thép gì đấy, chỉ là nhựa thôi và có khắc nốc. Chắc là các bạn đã nghe thấy cạch 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 rồi đấy, khi khắc nốc của nó đó. Về cảm giác cầm nắm ban đầu thì nó thực sự là nhẹ, thực sự là rất nhẹ. Thì về ngoại hình bên ngoài thì như vậy, có một miếng đệm đệm lót ở đây cho đệm đầu đấy. Đây là thấy bảo là đây là chiếc mic mic để thu âm tiếng ồn, để mà có thể sử dụng trong chế độ khử khử tiếng ồn bên ngoài. Đây là chiếc lỗ để thông hơi cho các bạn không bị bí khi đeo đó. Và cái này thực sự là rất là cũng là giả giả da nha mọi người, cũng rất là mềm mềm. Bên trong mình sờ thấy luôn cục ấy rất là mềm này. Và nhìn xuống bên dưới ấy, vì bên bên này nó có ký hiệu không?
Mình thực sự đó có bên này là L này, bên này là L ở bên trái, đây là R ở bên phải. Thì đối với bên trái thì không có gì cả, đây đã chơi không gì hết. Còn bên phải chúng ta sẽ có một số lỗ. Hiện tại thì mình khá chắc đây không phải tai si rồi, đây là cổng tai si để sạc, cũng như là tí nữa mình sẽ xem nó có truyền âm thanh hay không. Đây là nút điều khiển chế độ Bluetooth, nút giảm âm lượng, nút bật và nút tăng âm lượng. Đây cũng có thể là một chiếc micro thứ hai để thu âm tiếng của mình đó. Và tất cả những gì nó là như vậy thôi. Như các bạn nghe thấy ở đây, đầu mình cũng khá là dạng đầu đầu to, và đây là chiếc tai nghe của mình. Đây bên vẫn như thế, đây là bên trái, đây là bên phải. Thì đầu tiên mình phải chắc phải kéo giãn ra rồi, vì đầu mình to nên mình không biết là liệu liệu cái này nó bị ấy quá không. Thì đây mình sẽ đeo vào đấy, cảm giác đeo nó thực sự là thoải thoải mái hơn rất nhiều so với cái tai nghe cái bên to đùng của mình có. Đầu tiên về cảm giác đeo như thế, nó không bị cấn vào đầu ở đây, không bị cấn vào đầu trên này, và hai cái tai này nó không bị ép chặt, nó không bị ép chặt vào, nó rất là êm ái. Và khi mình đeo vào phát là mình coi như là gần như là không nghe được thấy gì luôn, ồ, bên ngoài luôn, chỉ nghe được tiếng giọng mình ồ, thôi. Đó, vì cảm giác đeo bên này như thế. Thì vì đây thì như nhiều tai reviewer lớn người ta cũng nói, thì những cái tai nghe như này thì các bạn sẽ đeo, nếu mà chưa quen ấy sẽ đeo, phải mất đeo một thời gian. Thì khi nó bắt đầu bị giãn 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 ra rồi thì lúc ấy thì nó sẽ thoải mái hơn nhiều so với bây giờ. Thì đấy, đó là về cái tai trải nghiệm đeo đầu tiên là sẽ như thế này. Quay trở lại với chiếc tai nghe này thì cách lại có hướng dẫn ở trong có hướng dẫn ở trong giấy cái sớ hướng dẫn lúc ấy dài ngoằng, thì cũng đơn giản thôi, mình sẽ hướng dẫn qua. Thì đó là đầu tiên các bạn nhấn nhấn giữ cái nút nguồn này trong vòng 3 giây để bật cái tai nghe lên. Ví dụ như mình đang bật sẵn rồi đây, thì đỏ như là tắt. Bây giờ mình nhấn lại trong vòng 3 giây, nhả đây ra nó xanh lên như là đang sáng, nó nhấp nháy như này nghĩa là đang kết nối. Khi bắt các bạn muốn, đây là nút multi function, có nghĩa là nhiều chức năng. Các bạn muốn chuyển các chế độ như là chế độ chống ồn chủ động này, chế độ âm thanh có thể nghe được, vẫn nghe được âm thanh xung quanh, chế độ tiêu chuẩn, hoặc chế độ gaming. Thì các bạn ví dụ các bạn chế độ chuyển giữa chế độ tiêu chuẩn này, chế độ chống ồn chủ động và chế độ nghe được âm thanh xung quanh, thì các bạn ấn nhấn một lần trong khoảng tầm 1 giây, 1 giây rưỡi, xong thả ra máy sẽ có âm thanh chữ ambient sound on off, noise reduction on off các thứ. Các bạn sẽ nghe thấy danh nãy nghe thấy rõ là mình đang ở chế độ nào. Còn nếu các bạn muốn chuyển sang chế độ gaming mình chưa chưa test vì chưa chơi game, thì các bạn nhấn double click hai, có nghĩa là đấm hai, nhấn hai lần vào đây, nhấn cạch cạch vào thì nó sẽ là chế độ chuyển sang chế độ gaming, gaming on, game mode on. Còn nếu nếu là chế độ chỉ là đi kết nối Bluetooth thì các bạn chỉ cần nhấn và giữ trong vòng 3 giây, nó sẽ nhấp nháy đèn. Lúc ấy các bạn chưa đeo lên đấy mà, chưa đeo lên tai mà, thì nhấp nháy đèn thì nó sẽ thấy ngay, nó để cái đi kết nối để sẽ bật chế độ kết nối của Bluetooth của cái tai nghe và đi kết nối với các thiết bị khác, có bao gồm điện thoại rồi là máy tính gì đấy. Thì mình vừa mới test kết nối thì ok la với điện thoại và máy tính của mình. Và ở trên máy tính thì mình không tìm thấy phần mềm nào để hỗ trợ điều khiển cái tai nghe, nhưng mà trên điện thoại thì có, điện thoại là sẽ Edifier Connect, thì mình sẽ để link của ứng dụng đấy ở phía bên dưới. Và mình có nghe thử nghe một số bài hát đối với chiếc tai nghe này. Thì đối với mình nhá, tai trâu thì mình không hề không khoái cái chế độ gì nữa, bịt bịt âm hết bên 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 âm bên ngoài. Nó cảm giác cho mình một cảm giác kiểu bí bí ù ù, thế nên là khi nghe những tiếng âm thanh kiểu tiếng bass đập đập quỵch quỵch bằng thông qua chế độ đó thì nó nghe không được hay. Vì khi mình chuyển sang chế độ tiêu chuẩn hoặc chế độ ambient sound thì mọi thứ nó trở nên rất bình thường, nghe rất là ok la, nghe rất là ổn. Thì đấy là đối với mình thì mình nghe thấy rất là ổn. Và để nói về tổng kết trải nghiệm của cái tai nghe này về về khả năng nghe thôi nhá, thì mình không có nhiều kiến thức về âm âm thanh. Các bạn thì xem thêm một số những cái review, những người reviewer tốt, người reviewer to, người ta âm am hiểu hơn là sẽ phân tích cho bạn kỹ hơn về phần này. Hãng có nói là có sự khác biệt giữa chế độ cắm dây tai si vào
và máy tính sử dụng dây tai C và chế độ không dây. Thì như mọi người thấy ở đây, mình đang sử dụng chế độ Bluetooth là không dây, thì có sự khác biệt về chất lượng âm thanh, thì về thông số, thì việc cảm nhận tai nghe thì mình thực sự là mình có cảm thấy, nhưng mà mình không biết phải diễn tả cho các mọi người thế nào, nên mình sẽ diễn tả thông qua về thông số. Ví dụ vào các bạn vào phần setting của Windows 11, ở trong phần tai nghe nó sẽ có như thế này. Thì đây, khi các bạn sử dụng Bluetooth thì cái chỗ chọn kênh, chọn chất lượng đầu ra âm thanh nó sẽ như thế này. Còn đây là khi mọi người cắm dây vào trong máy tính, thì đó, mọi người sẽ thấy ở đây, khi cắm dây tai C kết nối với máy tính sử dụng cái bằng cái tai nghe thì nó sẽ được chọn như thế này. Lúc nãy chúng ta chỉ được chọn ở giải bên dưới trên này, nhưng bây giờ tai nghe đã có thể sử dụng cả tận tần giải tần 32 bit và 96.000 Hz như này. Đó, thì đó là sự khác biệt về thông số mà rõ rệt nhất mà mọi người có thể thấy giữa cắm dây với cả sử dụng Bluetooth. Còn về trải nghiệm tai nghe mà ngoài đời thật thì bản thân mình thấy ở những âm thanh gọi là gì nhỉ, leng keng, những âm thanh bé hay những âm thanh li ti từ của những bản nhạc ấy, thì khi cắm dây sẽ nghe được, còn khi dùng sử dụng Bluetooth thì gần như là không nghe được hoặc là nghe rất bé, nên là khi cắm dây thì nó nghe hay hơn. Đấy là cảm nhận riêng của mình. Còn giờ là phần cuối là mình sẽ test micro của chiếc Edifier W820NB này. Thì mình đang nói thông qua chiếc micro của cái tai nghe này luôn, thì mọi người nghe được cảm thấy chiếc micro này thế nào, ổn có ổn không so với micro lúc nãy mình nghe thông qua điện thoại lẫn như cái micro riêng của mình. Đấy. Thì đó, nãy giờ vẫn là tiếng của tai nghe cả từ tai nghe mà ra. Thì chiếc tai nghe này có một lúc nãy mình đã nhầm với một cái tưởng tưởng cổng tai C cỡ nhỏ, không phải, đó chính là cái micro của cái tai nghe. Tổng kết nhìn chung đối với mình thì chiếc tai nghe này với tầm giá khá là ổn, còn lúc giá gốc của nó trên 1,2 triệu, nhưng mà khi mình săn sale trên Shopee xuống thì còn dưới 500.000. Dưới 500.000 mà có nhiều chế độ xịn sò, mà thiết kế cũng rất là ok la, đeo rất cực kỳ là nhẹ luôn, thiết kế khá là ok la, có để xoay lật như thế này hết này. Đấy, như thế này để đeo vào cổ hoặc là để đi đâu đấy, mang đi đâu đấy, khá là ổn, khá là đẹp, vừa đẹp vừa thiết kế nho gọi là nhẹ đầu, đeo khá là sướng, và âm thanh nghe rất là tuyệt, không không gọi là kiểu bằng những cái chiếc con tai nghe đắt tiền, nhưng mà khá là ổn đối với những người tai trâu như mình. Thì các bạn có thể tự cho mình nhận xét xem là chiếc tai nghe này có đáng tiền mình bỏ ra hay không, hoặc là có những câu hỏi hoặc ý kiến gì thêm thì các bạn cứ comment bên dưới nhá. Thì đối với mình thì mình thấy ok là đấy, thì có gì các bạn xem thì cứ để ý kiến bên dưới ok ra cho mình nhá. Ok, bye bye các bạn.